giờ không ai đối xử tốt với em vậy hết đó. Em vui lắm. Con khốn nạn này, mày dám phản tao hả? Thôi đủ rồi coi. Đơn ly hôn với Trúc đây. Ký đi. Đừng làm phiền cái Trúc nữa. Tao xin được báo công an. Nó là vợ của tao. Còn mày đi gian dâm với nó, mày báo công an. Tao chết hay mày chết, mày biết rõ mà. Alo, 7:45 tôi sẽ tới. Mấy em chờ tôi nha. Được rồi. Ok, sẵn sàng nha. Anh ơi, anh cứu em với. Sao tự nhiên vô xong nhà tôi? Anh ơi, một chút nữa có ai mà kiếm em á, anh nó không có thấy em nha. Ê, cô gái, cái phòng ngủ của tôi mà. Tại sao chị ở phòng ngủ của tôi? Chết mày với tao, chết mày với tao. Ai lại vậy? Sao tự nhiên xong nhà tôi? Anh kiếm ai? Nãy giờ mày thấy đứa nào dẹo đây không? Có anh á, có anh chạy vô á. À không tin, tao xét mới được. Anh đi ra. Sao tự nhiên xong nhà tôi? Thấy nó chạy vô đây rõ ràng nè, mà. Nè, anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp nha. Anh mà tự tiện xong vô tôi báo công an á. Tao mà biết mày giấu nó, chết mày với tao liền. Cô ơi, nó đi rồi cô ơi, cô ra đi. Cô gái ơi. Em cảm ơn anh nhiều. Ủa, nhưng mà sao tự nhiên cô vô được nhà tôi vậy? Tại hồi nãy cái cổng nhà anh không có khóa nên là em vô đại luôn. Nhưng mà sao tự nhiên nó xông vô nó rượt cô, nó đòi đánh cô là sao vậy? Nó lại? Nó là chồng của em. Nhưng mà em với nó ly thân lâu lắm rồi. Lâu lâu cứ nó cứ qua nó đánh đập em vậy á. Trời ơi, nếu mà nó làm như vậy tại sao cô không có báo công an hay là... Có, em có báo công an. Công an kêu nó lên mấy lần á. Nhưng mà kêu viết kiểm điểm xong mới cho nó về à. Thôi được rồi. Mai mốt á, cô mà có chuyện gì nữa đó, cô cứ báo tôi đi, tôi sẽ giúp đỡ cô cho. Thì cô, tôi ghét nhất là những thằng mà chồng mà vũ phu đánh đập vợ vậy á. Anh tốt quá à. Em cảm ơn anh. Thôi được rồi, em sử dụng nhà tắm của anh đỡ đi nha. Không sao đâu, trên lầu á. Nhưng mà anh có thấy ngại thiệt không? Không, em dạ, vậy cho em tắm nhờ. Anh tốt quá, em cảm ơn anh. Anh Khang ơi, giúp em cái này với. Em bị gì vậy? Em bị té cái sàn nhà trơn quá à. Nhưng mà anh sao vô được? Anh cứ vô đây, em bị té đau quá, em đi không có được. Có tiện không? Anh vô giúp em đi. Đi mà anh Khang. Được. Đau quá. Được, anh vô. Đau. Em bị chảy máu rồi. Đâu? Nhìn cái mặt lo lắng của anh dễ thương quá à.
em giỡn, em có bị gì đâu. Làm hết hồn. Mấy ngày qua anh đối xử với em rất là tốt, em vui lắm. Hồi đó giờ không ai đối xử tốt với em vậy hết đó. Anh đứng lên đi. Anh bình tĩnh đi, không có gì đâu. Anh cứ thả lỏng đi. Em có ăn thịt anh đâu mà. Có chuyện gì vậy? Dạ. Chồng em làm gì em phải không? Không. Lần này người có chuyện không phải là em, mà là... Mà là mày á. Ủa? Vậy là... Em chưa nói cho nó biết hả? À! Ôi tao quên. Tao quên, tao giữ. Tao có món quà nhỏ tặng cho mày nè. Mày coi đi, chắc chắn mày sẽ thích. Giúp. Chuyện gì đây? Cái này là gì đây? Là tao kêu nó làm đó. Nó sắc nét không? Hấp dẫn không? Tại sao em làm vậy? Anh thương em, tại sao em làm vậy hả? Mày muốn gì? Nó chỉ làm theo lệnh của tao thôi. Sao mình lại la tội nghiệp con nhỏ không? Tao muốn gì hả? Tất nhiên là tiền. Để tống tiền cái gì? Không có chuyện ở đâu. Tao xin được báo công an. Nó báo công an kìa em. Báo công an, báo công an. Tao sợ luôn quá. Nó là vợ của tao. Còn mày đi gian dâm với nó, mày báo công an. Tao cho mày biết nè, tao chỉ cần tung clip mày lên mạng thôi thì thằng giám đốc như mày, mày biết sẽ làm sao không? Tao chết hay mày chết, mày biết rõ mà. Được rồi, mày muốn bao nhiêu? Thôi đi. Nhiều em? Không biết hả? 100 triệu. Trời ơi, mày ngạc nhiên vậy? Trong tầm tay của mày mà. Được rồi, ngày mai mày tới đây, tao sẽ đưa tiền cho mày. Nhanh, gọn, lẹ. Tao thích. Tiền mày đưa, clip tao xóa. Giỏi lắm. Sao rồi? Tiền bạc đủ chưa anh trai? Giám đốc. Tiền đó. Trời đất ơi, giờ này mà vẫn còn sử dụng tiền mặt. Chúng ta bấm ten ten là xong rồi. Đổi cuối công nghệ rồi. Có lấy không? Lấy sao không lấy? Lấy chứ. Tiền mà không lấy. Hoàng. Sao nữa? Tiền trao. Trao mút. À, tao quên. Đây. Hàng đây. Sắc nét Full HD. Tiền đây. Hàng đây. Gì nữa? Em ơi, em quay được hết chưa? Em quay xong được hết rồi nè anh.
rõ lắm đó anh. Là sao? Quay cái gì? Sao ngày lại ở đây? Thì ra tụi bay. Em sao vậy? Anh tốt với em như vậy, em không thể hại anh được. Hại anh? Tại sao lại hại anh? Thằng chồng của em nó thua cá độ đá banh, thiếu giang hồ rất là nhiều tiền, nên nó mới ép em qua đây ngủ với anh, xong rồi quay clip lại để tống tiền anh. Thì ra tụi bay gạt tao. Đây chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Cái cảnh tống tiền ngày hôm qua và hôm nay tôi đã quay lại hết rồi. Nếu tôi đem bằng chứng này lên công an thì anh ở tù là cái chắc. Anh có biết cái tội tống tiền này anh ở tù bao nhiêu năm không? Con khốn nạn này, mày dám phản tao hả? Không đủ nữa coi. Tao nói cho mày biết, nếu không muốn ăn cơm tù thì đừng làm phiền tới Trúc nữa. Có hiểu chưa? Còn nữa, đơn ly hôn với Trúc đây, ký đi. Mày được lắm. Chuyện này chưa xong đâu. Tao sẽ quay trở lại. Em cảm ơn anh. Nếu mà không có anh á, em không biết phải làm sao nữa. Không sao đâu. Đây là việc mà anh nên làm.